Xin kính chào quý khán giả tiếp tục đến với video mới nhất của Lan Thang Vlog nhà quý cô chú anh chị Và có một tấm hình rất là đẹp mà em cũng muốn chia sẻ lên để khán giả thấy được rằng Hiện tại là khán giả đang thương chị Ni như thế nào nha mọi người Đến giờ phút này thì chúng ta vẫn chưa thể khẳng định bất kỳ một điều gì cả về câu chuyện của chị Ni nha mọi người Phía bên kia thì họ cứ lên ra rã mỗi ngày rằng là chị Ni bị bắt này kia, tham lam tài sản và cướp này kia và đến bây giờ thì gặp những cái hoạn nạn như vậy nhưng đó chỉ là những tin đồn thôi nha mọi người họ đồn thổi với nhau chứ chưa có một cái tờ báo nào hay một bằng chứng nào được tung ra là chị ni rằng là chị ấy đang gặp nạn nha mọi người chúng ta có quyền tin tưởng rằng chị ni vẫn luôn luôn an toàn và đang được rất nhiều người yêu mến thậm chí có nhiều người nói rằng là cho dù chị ni có bị như vậy thì họ vẫn bảo vệ chị ni bởi vì chị ni là một người xứng đáng được yêu thương và chỉ đến với hồng loan hơn một năm nay rồi có được cái gì đâu mọi người Ngoài những cái việc là bị áp lực Rồi những lời chỉ chiết từ bên rất nhiều phía Có một cái mà đến bây giờ Mình tin rằng là chị Ni sẽ không bao giờ cảm thấy hối hận Khi mà tham gia vào cái drama này Và bảo vệ Hồng Loan nha mọi người Đó là được khán giả yêu thương một cách vô điều kiện nha mọi người Rồi đó là một điều rõ ràng nhất mà chị Ni nhận được Trong cái câu chuyện này Ngoài vấn đề đó thì không có một cái vụ lợi gì cả chị Ni đem vào trong câu chuyện của Hồng Loan và cũng không bán hàng, không làm kênh youtube và cũng chưa bao giờ đem chuyện làm ăn của mình lên để nhờ khán giả này kia và chưa bao giờ có một điều mình thấy rằng là khán giả họ yêu thương chị Ni một cách vô điều kiện bởi vì người phụ nữ này đến với Hồng Loan bằng một cái tâm rất là thuần khiết nha cô chú anh chị và chúng em nhận thấy rằng sau này dù có gì xảy ra đi chăng nữa thì chúng ta sẽ vẫn luôn luôn giữ một thái độ tôn trọng và một lòng yêu mến tuyệt đối với giới chị Ni nha mọi người. Đây là một người nữ hậu tướng mà đã được rất nhiều khán giả họ lên tiếng, họ chờ mong cái tin của chị Ni trong những ngày qua khi tin đồn chị Ni bị bắt ở Malaysia, Đến giờ phút này thì vẫn chưa được xác nhận nha cô chú anh chị. Và chúng em tin xin khẳng định lại là chưa xác thực nha mọi người. Bốn bò hay phía bên kia có nói gì đi chăng nữa. Thì chắc chắn nó cũng không có là chuyện gì quá to tác đâu nha mọi người. Trừ khi Malaysia họ tung tin, tung bài báo hay là một cái tin chính thức từ một cái trang tin chính thống thì khi đó chúng ta mới tin. Còn bây giờ chúng ta vẫn giữ, vẫn cứ nghĩ rằng và hy vọng rằng chị Ni vẫn đang ổn và chỉ đang xử lý công việc gia đình thôi nha mọi người. Chứ đừng có suy diễn lung tung để khiến Hồng Loan cảm thấy hoang mang và lo lắng nha mọi người. Trong chiều hôm qua thì cô Mì Sao qua hậu à, mù cũng bất ngờ lên tiếng và cũng cảm thấy lạ nha cô chú anh chị. Cô này nghe nói là đang trong mình mang một căn bệnh và cũng khó chữa mà cũng không biết tu thân tích đức cứ suốt ngày lên mạng đâm thọt người khác và thử hỏi là bệnh của cô ta thì khi nào mới khỏi hả cô chú anh chị cô ta càng nói thì càng mang thêm khẩu nghiệp và chắc chắn một điều là cô ta sẽ càng sớm gặp ông bà tổ tiên mà thôi chiều nay cô ta có lên và tung một cái tin phải nói là vô cùng phẫn nộ luôn vì cái chuyện của hồng loan nha cô chú anh chị cô ta nói thế này khán giả của ba kỳ quá con đã nói xạo rồi mà cứ hiện lên đòi kết quả ADN rồi mà cái việc cần nhắc bây giờ là cứu chị múa cột của bà con ơi chị múa cột nói mua nhà từ đường cho con đứng tên mà giờ gặp nạn còn phải tìm gấp cuốn sổ bán nhà để cứu chị mà tìm hoài chưa thấy không biết ở đâu bà phù hộ cho con tìm được để con mua nhà cứu chị bà nhớ nhờ ba đó là một cái lời lẽ phải nói là lố bịch của bà mì xạo nha cô chú anh chị bà này thì cách đây vài tháng cũng có tuyên bố là rời ra ma, không kiếm tiền bằng YouTube và cũng không dựa tên của Hồng Loan để nổi tiếng nhưng bây giờ thì khi nghe tin đồn là chị Ni thì lập tức bà ta và những con người này miệng nói nhưng một đường thì làm một nẻo nha cô chú anh chị những con người như thế này thì rất là xảo trá và lúc nào cũng đem nhà số 5 ra để làm một cái đề tài để câu view câu like và miệng thì lúc nào cũng lên tiếng tạ thanh cao không kiếm tiền bằng youtube này kia không biết là chị ta làm cái nghề gì nhưng chúng em thấy rằng chị ta lúc nào cũng mong là bên hồng loan có tin gì đó và lập tức lên clip ngay nha cô chú anh chị để đâm thọc ngay và để kiếm tiền trên youtube và đó là một con người không xứng đáng được tôn trọng nha mọi người và theo mình được biết thì chị ta đang gặp một căn bệnh khó chữa nhưng không chịu tu thân tích đức mà cứ suốt ngày lên trên mạng đem chuyện nhà người khác ra để đâm thọc để soi mối thì đúng là càng thêm nghiệp thôi nha mọi người và chúng em tin rằng là chị này càng thêm nghiệp càng nặng nghiệp mà thôi càng mau chóng xuống lỗ mà thôi nha mọi người bệnh thì bệnh nên tu thân tích đức để mà có một chút uh, phù hộ từ ân trên mà để còn sống đàng hoàng còn đằng này chị ta thì lại gây ra nghiệp rất là nhiều như vậy thì đúng là hết thuốc chữa rồi nha cô chú anh chị hiện tại thì có nhiều người đã nhắn tin cho chúng em hỏi rằng là cái chị, chị bồng hậu kia đã bị xử lý như thế nào rồi và dạ, cô ta đã tẩy trắng thành công rồi phải không cái này thì chúng em không rõ đâu nha cô chú anh chị bây giờ thì toàn bộ những cái trang báo lớn và cộng đồng mạng lên tiếng rồi vấn đề ở đây là chờ thời gian thôi nha cô chú anh chị khi nào mà bộ văn hóa thông tin truyền thông vào cuộc để xử lý thì uh, cô ta chắc chắn sẽ bị phạt thôi nha cô chú anh chị chứ chúng em không rõ đâu đó là một cái hành động nghiêm trọng chứ không phải đơn giản là nhỏ đâu bài quốc ca mà đem ra xúc phạm chế lời và như vậy thì con người đó chắc chắn là gặp một cái bản án xử phạt thôi chứ không có chuyện mà chị ta tẩy trắng dễ dàng đâu nha mọi người và chúng em tin rằng người anh trai kia cũng vậy, cũng không nằm ngoài cuộc chơi đâu nhau của chú anh chị, chị anh ta đã đồng lõ với cái người vợ của mình ngồi đó và nghe những lời kịch cổm như vậy và đem má tư ra xúc phạm như vậy nhưng anh ta vẫn chứa ngồi im và cười thôi thì đó là một hành động không xứng đáng được mang danh là nghệ sĩ ưu tú nha mọi người làm sai là một chuyện còn đằng này họ lại không nhận lỗi mà lên tiếng bác bỏ nha mọi người lên tiếng tẩy trắng nói rằng là mình bị cắt ghép ghi âm hãm hại này kia dám làm nhưng không dám nhận nha cô chú anh chị muốn hạ bệ một ông già đáng tuổi cha tuổi chú của mình và đem quốc ca ra để chế nhạo rồi bây giờ đổ lỗi cho người ta cắt ghép nha mọi người vì muốn làm cho lợi gan để hơn thua với má tư mà thôi Chính vì vậy mà bây giờ khi họ bị bắt phốt thì họ ngay lập tức quay sang đổ thừa những con người này không xứng đáng được gọi là nghệ sĩ ưu tú cũng như không xứng đáng được gọi là danh nhân hoa hậu nhà cô chú anh chị. Họ không có đạo đức, không có liêm sĩ. Bây giờ mình tin rằng chúng ta sẽ đợi một cái bản án thích đáng cho hai con người này. Họ xứng đáng để nhận một bản án nghiêm khắc để làm gương. Đây là một chuyện mà mình tin rằng không ai nói, ai cũng bức xúc, phẫn nộ nha cô chú anh chị. Khi mà họ là những con người có được địa vị xã hội, có danh xưng được nhà nước không tặng rõ ràng. vậy mà họ đem cái chuyện quốc ca, một bài hát thiêng liêng của dân tộc lên để chế diễu và làm trò bẩn bựa như vậy trên sóng livestream và hơn nữa là trên sóng livestream đó thì có hàng ngàn người đang xem thì đúng là không bào chữa nổi nha cô chú anh chị và cái người đáng thương trong câu chuyện này phải nói là má tư quốc thanh nha mọi người má tư là cái người bị hai anh chị này đem vào bài hát để chế diễu nha cô chú anh chị một con người đáng tuổi cha đủ chú của mình mà đã lên hơn thua và cái người anh đó cũng từng gọi má tư là ba là má thế nhưng bây giờ chỉ một chút tiền bạc thôi mà anh ta lại đem cái tình cái nghĩa đó ra bán rẻ thì đó là một cái hành động không xứng đáng mặt của một người con của má tư bây giờ thì không nói nhiều cũng không lên tiếng nhiều nữa má tư chỉ biết im lặng thôi mọi người để cho pháp luật xử lý và để cho ông trời xử lý có một điều mà chúng em nhận thấy rằng là từ cái lúc mà cô ta lên tiếng dứt bỏ tượng phật quan âm vào thùng rác cách đó chỉ vài ngày thôi thì chính cô ta đã gặp kiếp nạn liền nha cô chú anh chị má tư đã nói rồi kiếp nạn bây giờ đến nhanh lắm thì thực sự là cô ta đã gặp kiếp nạn với cái bài hát quốc ca nha cô chú anh chị chúng ta cứ chờ đợi thôi một bản án thích đáng sẽ gửi đến hai vợ chồng của người này những con người phải nói là làm những cái hành động cái hành xử không đáng có lên mạng xã hội nha cô chú anh chị và trong buổi chiều này cũng có một tin là khiến nhiều người bức xúc đó là chị HB tiếp tục đem hình ảnh của chú Năm để mà tỏ ra thương nhớ trong ngày lễ Du Lan. Du Lan là ngày mà những người con tỏ ra thành kính hay yêu thương, tỏ lòng biết ơn đối với ba mẹ của mình. Ba mẹ ruột nha mọi người, còn đằng này chị HB lại không đăng một hình ảnh nào về ba mẹ ruột của mình mà lại đăng hình ảnh của cậu năm thì đây là một hành động có thể nói là câu view câu like nha mọi người và đây là một số thông tin em gửi đến quý vị trong buổi trưa nay và bây giờ chúng em xin hẹn gặp lại ở những video tiếp theo xin chào tạm biệt